Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh quốc hội của các nước khối G20 tiếp tục Mexico City. Các nhà lãnh đạo quốc hội các nước trên thế giới đã tập trung ở thủ đô Mexico City để tham dự diễn đàn tư vấn chủ tịch quốc hội các nước G20. Cuộc họp 3 ngày tập trung những nhà lãnh đạo quốc hội các nước giàu có và những nước có nền kinh tế đang vươn lên để trao đổi quan điểm về hòa bình thế giới, phát triển quốc tế, chia sẻ tăng trưởng và vai trò của quốc hội. Diễn đàn được tổ chức ở Mexico City vì Mexico đã lên làm chủ tịch luân phiên nhóm G20 trong năm ngoái. Chủ tịch Thượng viện Noel Kinsella của Canada nói rằng, qua các phiên họp, các nhà lập pháp đã đồng ý nỗ lực đối phó với khủng hoảng bằng sự cộng tác giữa các nước kinh tế chính. Sự phục hồi nền kinh tế toàn cầu đang chậm chạp, yếu và bất thường. Nạn thất nghiệp đang tăng cao, nhất là tại các nước có nền kinh tế tiên tiến. Việc gia tăng khuynh hướng bảo vệ mậu dịch làm cản trở sự phát triển. Tuy nhiên, thì các nền kinh tế đang vươn lên đã giúp cho nền kinh tế toàn cầu. Canada là quốc gia đầu tiên tổ chức hội nghị diễn đàn tư vấn chủ tịch quốc hội các nước G20 tại Ottawa để thúc đẩy trách nhiệm tập thể các nhà lập pháp trên thế giới. Nghị sĩ Kinsella nói thêm rằng, các nhà lập pháp trong hội nghị đã cam kết làm việc chung để tăng cường sự phục hồi và đáp ứng các nhu cầu ưu tiên của xã hội, sẽ làm việc tập thể để làm mạnh các nền kinh tế, phục hồi sự tin tưởng trên các lục địa, ủng hộ phát triển, cổ võ, ổn định tài chính, tạo công ăn việc làm và cơ hội cho mọi công dân. Chủ tịch Thượng viện Ernesto Cordero của Mexico kêu gọi các nhà lập pháp của các nước G20 tiếp tục giữ tinh thần tập thể để đưa ra những chính sách tốt. Quyền hành pháp đến từ quyền lập pháp, cho nên sự liên lạc giữa quốc hội các nước rất cần thiết, cùng cộng tác và làm việc chung sẽ giúp đưa ra những quyết định, pháp luật hữu hiệu cho quốc gia và quốc tế. Nga sẽ làm chủ tịch nhóm G20 thay thế Mexico, nên cuộc họp diễn đàn tư vấn chủ tịch quốc hội các nước G20 sẽ họp lần tới tại Nga.